Xin chào đến với video em ngày sub cũng là kỷ niệm sinh nhật mình. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng chưa tới năm ngày sub nhưng mà sắp tới có lẽ cũng gần coi như ngay sinh nhật luôn. Thế nên mình đi ngày mình sẽ chơi ba trò chơi kiểu đấu nhau cái kiểu và nào thua nó sẽ phải ăn một muỗng muối, những trò chơi khác sẽ là ăn muỗng khác, có thể trộn lẫn với nhau. Ok, đây là gì? Ok, bắt đầu mình chơi pinball xin thứ hơn. Fuck this shit. Rồi em tập trung lại. Fuck this shit mọi. Quá thằng Dung cái bàn phím. Fuck. Vô. Thằng nào mà 5 điểm tiến fuck. Chết chắc rồi. Mày fuck. Không có chết được. À. Điểm rồi ha. Ok. Ơi điểm đầu tiên. Fuck, chết chắc rồi. No, ơi, nè, chạy. 9 điểm rồi. Ô, thiên nữ hay lại, bay cà, lên. Lý, trời ơi, kẹt. Em mơ, mày tạo bùm, mày sao. Ui. Cái gì vậy kẹt. Chết. Ui em mờ bóp không được. Mày chết. Ué bóp không được. Ui chết luôn. Chết chung đi quý bằng ơi. Bằng hả một. Mày sao bùm mất mày. Ok, cơ bản là mình đã nắm. What am I doing? Best friend ever. Fuck. Ui bóp không được. Shit. Yes. Fuck you bitch. 4-4. Quê. 4 quê. Ok. Mọi thứ đang ổn. Fuck. Ở sao bóp không được. What. Wait what. Wait what. What what. Cái gì vậy. Sẵn chút chúng tao. Mày. Cái gì vậy. Ui. Ăn đi mày. Trời ơi. Yes. Mình trả vào cái đạn của nó. Fuck this shit. 5-4. Kêu mình đang có thể thắng. Yeah. Mình chết chặt rồi vậy. Đúng. Mình tăng đạn của chính mình. Best game ever. 10 out of 10. Tao chưa kịp điều khiển. Fuck, tao chưa kịp điều khiển. Chết chặt. Fuck. Mình kịp bắn luôn. Kịp bắn luôn. Chơi chuyện gì xảy ra mà sao nó được điểm mình bắn nó rồi mà. Mày bùm chéo hoài. Ôi. Hay lắm. 7 năm 10. Yes. Fuck yeah shit. Ui đạn, tao không nhận. Best game ever, 10 of 10. Wait, không được. Rồi xong rồi đó. Chết tao. 8-6. Trời, thế là tao phải nhai muối. Tao sẽ xác định luôn. Chạy đi đâu. 9-6. Phải 9-6. Rồi, xác định. Cái cuối cùng là gán đi vậy. Gán đi không rồi. Fuck. I don't give a fuck. I don't fuck with you. Fuck. I don't fuck with you. Có vẻ anh em đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Đây. Để tao hút. Thời khắc yên tĩnh. Trời má, khói bốc lên kìa. Muối bốc khói. Wow. Ta xin lỗi nhưng đây là luật chơi. Oh
hơi nhiều đúng không? Đây cho anh em. Cận cảnh đó, cận cảnh đó, cận cảnh đổ vô miệng nha, chứ đừng ngậm, ngậm là bỏ luôn cái muỗng nè. Rồi mình bỏ. Trời ơi nó nồng, không mình đứng ra thấy thấy cũng ngon. Hello, chúng ta lại quay lại với trò tiếp theo. Cảm giác thế nào? Uống cùng hết chai nước nữa. Cái lần này chúng ta sẽ thử với nước mắm. Sẽ dành 15 giây cho giấy quảng cáo. Đây là nước mắm tên là Cabin và chuyên dùng trong các cửa hàng tiện. Và dành cho đi uống khi chơi. Mình đi uống. Ừ. Yeah. Okay. Đây là trò chơi mà dạng hai người cũng như có trái banh đẩy qua đẩy lại kiểu. Chúng ta sẽ chơi 3 lần. Mỗi lần người thắng sẽ phải 3 trái. Cho bắt đầu nào. Chuẩn bị chơi, chuẩn bị uống nước mắm gì con. Fuck, mày mới chuẩn bị đó. Okay. Đó. 1-0. Tôi chưa đụng đi, tôi chưa đụng đi cho mình. Bình tĩnh, anh em bình tĩnh, mình chắc chắn biết ba giác mình sẽ nhầm nhầm nhầm. Ôi trời ơi. 1-1. Trời ơi. 2-2 anh em ơi, rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Ôi sao bối vậy? Từng tiếp đi bóng ơi. Ôi yeah, đỡ được rồi, đỡ được rồi. Ôi trời ơi, vậy mà không tới, trời ơi. Phước. Ok, vậy là tỷ số hiện tại là 1-0. Trời má. Từ từ đến ván thứ 2. Vô. Cái này mình hụt nữa thôi đó. Vừa trời ơi, thôi luôn. Ê, không biết. Để nó tính lại nha mày. Ai phất. Vậy tao cho mày vô lại một trái nè. Rồi đó. Vậy đi, về công bằng phải không em? Vậy tại đang nói chuyện. Ok. Cái đó tại mày, không phải tại tao. Không phải tại mày. I don't fuck with you. Cuối cùng là anh em. Sao mình chơi ngu vậy? Vậy là... Sao mình chơi ngu vậy? 2-0 là kết quả đã rõ là mày không thể nào mà... Không thể nào cho cãi. Ê, còn dán nữa mày. Không, còn dán nữa thì cũng vậy thôi. Mày nhai luôn cái muỗng đi. Để cho bọn đó. Ok. Như đây đi anh em. Đây sao mà cầm? Rồi Dũng, cầm đi Dũng. Đó tao không biết đâu á, đó tao không biết đâu á, tao không biết đâu á. Rồi, húp đi. Gần camera. Đừng. Gần camera. Đi. Húp. Cái con mẹ nó. Bị chúa. À! Bố! Mình không biết cái độ nghiêm trọng của cái nước mắm này. Mình tưởng là cái nước mắm ngâm nư nó chứ là nó không có bằng cái này. Mình lỡ nhiều quá. Tôi khiên nay trường nó uống xong mình cũng thử nhấp một miếng. Thấy nó thởm kìa. Và chúng ta lại quay đến lại đến trò thứ 3. Ok rồi, đây chính là trò cuối cùng. Mình vừa suy nghĩ ra là người cuối cùng mà mình thắng nhiều hơn, thua nhiều hơn á, sẽ ăn cả 3 món nãy giờ cộng lại.
và Vũ đã thua 2 lượt, chắc cũng xác định. Em và hai người sẽ bắn bóng lại tao dưới nha. Thời tuổi thơ đó. Ok. Trò tuổi thơ đó. Tôi đó. Sai vậy sao bao nhiêu? Không sai vậy. Đừng đừng trúng. Trời. Ghê vậy Vũ. Rồi, tầm tầm rồi. Căng vậy. Tầm rồi. Phước. Ngay cái bụng. Ngay chim. Ngay chim. Chắc chắc ngay. Bụp. I don't fuck with you. Căn bản người ta phát nữa mà mình chết. Nhưng mà có gì cũng ra lực là ai thắng mấy lần. 3 lần đi, tại trò này gì mà mặt trời ơi. Xíu. Trò nào trò này chứ. Trời. What? What? Ok. Ê, còn một lần nữa mà. Một lần nữa tình dài. Chờ một xíu nữa, đó, đẹp không? Ủa, ráng ngơi. Đẹp ráng ngơi đó. Này, làm tao. Tại sao mấy dòng khác không dính, là sao dính là dòng cỡ ớt. Dùng mày tốn cánh rồi, anh tính cả rồi. Chiu, 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 chiu. Hơi lớn. Hello. Như đã định. Trong 3 trò mình là thắng, mình là thua nhiều hơn á, sẽ ăn cái 3 món cộng lại. Xin lỗi Vũ. Được không? Được. Vì sinh nhật của tao. Tao phải xin mày đó chó. Một hớp thôi. Ít thôi. Muốn cho tràn luôn á. Đây. Mà đây em, mà đây là tứ hỗn hỗn hợp kinh dị. Ơ, nhìn miếng ớt như shit á. Ok, màn cuối rồi. Mời. Mời đại ca Vũ. Ba. À. Ok, và đây là... Tao chảy nước mắt rồi đó. Đây là video sinh nhật của mình. Cảm ơn mày đã hy sinh vì sinh nhật của tao. Cảm ơn mày cho tao lon lon ngọt. Cảm ơn anh em đã ủng hộ VVS trong những ngày qua. Trong những... không phải là năm mấy. Để VVS có thể có được 5.000 subscribe vậy. Được rất nhiều, anh em ủng hộ. Ok. Ngủ hết rồi hả? Chờ tới dưới. Ủa tao tưởng mày cho tao. Ok. Tạm biệt anh em, tạm biệt mấy đứa video xem. Bye bye. Bye. Có vẻ anh em đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Đây. Để tao múc. Thời khắc yên tĩnh. Thời khắc yên tĩnh. Trời má, khói bốc lên kìa. Muối bốc khói. Wow. Wow. Ta xin lỗi nhưng đây là luật chơi. Hơi nhiều. Đây anh em. Fuck. Cẩn cảnh đó. Cẩn cảnh đó. Cẩn cảnh. Đổ vô miệng nha chứ đừng ngậm. Ngậm là bỏ luôn cái muỗng. Mình đọc. Trời nó nồng. Không mình.
tính ra thấy thấy cũng ngon. Hello, chúng ta lại quay lại với trò tiếp theo. Cảm giác thế nào? Uống cùng hết chai nước nữa. Cái lần này chúng ta sẽ thử với nước mắm. Sẽ dành 15 giây cho giải quảng cáo. Đây là nước mắm tên là Cabin và chuyên dùng trong các bữa tiệc. Và dành cho đi uống khi chơi. Mình đi uống. Ừ. Yeah. Ok. Đây là trò chơi mà dạng hai người cũng như có trái banh đẩy qua đẩy lại kiểu. Chúng ta sẽ chơi 3 lần. Mỗi lần người thắng sẽ phải 3 trái. Cho bắt đầu nào. Chuẩn bị chơi, chuẩn bị uống nước mắm chị con. Mày mới chuẩn bị đó. Ok. 1-0. Tôi chưa đụng đi. Tôi chưa đụng đi cho mình. Bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Mình chắc chắn biết ba giác. Mình sẽ nhầm 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 lên. Ôi trời ơi. 1-1. Ôi ôi. 2-2 anh em ơi, rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Ôi sao bối vậy? Từng tiếp đi bóng ơi. Ôi yeah, đỡ được rồi, đỡ được. Ôi trời ơi, vậy mà không tới, trời ơi. Phước. Ok, vậy là tỷ số hiện tại là 1-0. Trời má. Từ từ đến lớp ván thứ hai. Vô. Cái này mình hụt nữa thôi đó. Vừa trời ơi, thôi luôn. Ê, ê, không biết. Để nó tính lại nha mày. Ai phất. Vậy tao cho mày vô lại một trái nè. Rồi đó. Vậy đi, về công bằng phải không em? Vậy tại đang nói chuyện. Okay. Cái đó tại mày, không phải tại tao. Không phải tại mày. I don't fuck with you. Cuối cùng rồi anh em. Sao mình chơi ngu vậy? Vậy là... Sao mình chơi ngu vậy? 2-0 là kết quả đã rõ là mày không thể nào mà... Không thể nào cho cãi. Ê, còn dán nữa mày. Không, không dán nữa thì cũng vậy thôi. Ai luôn cái muỗng đi. Để cho nó. Ok. Như đây đi anh em. Đây sao mà cầm. Rồi Vũ. Cầm đi Vũ. Đó tao không biết đâu á. Đó tao không biết đâu á. Tao không biết đâu á. Rồi. Hấp đi. Gần camera. Đừng. Gần camera. Đi. Hấp. Cái con mẹ nó. Ugh shit. Yes. Tất nhiêu bitch. 4-4. Quê. 4 quê. Ok. Mọi thứ đang ổn. Phớt. Ở sao không được. What? Wait what? Wait what? What what? Cái gì vậy? Sẵn chút chúng tao. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui. Ăn đi mày. Trời ơi. Yes. Mình trả vào cái đạn của nó. Fuck. Fuck this shit. 5-4. Ok, mình đang có thể thắng. Yeah. Mình chết chặt. Trời ơi. Đúng. Mình tăng đạn của chính mình. Best game ever. 10 out of 10. Tao chưa kịp điều khiển. Phớt, tao chưa kịp điều khiển. Boom. Fuck. Mình kịp bắn luôn. Kịp bắn luôn. Chơi chuyện gì xảy ra mà sao nó được điểm mình bắn luôn mà. Mày bùm chéo hoài. Bùm chéo hoài. Ôi. Hay lắm. Hay. 7-5-10. Yes. Fuck. Yes shit. Ui 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 đạn, tao không nhận. Ok.
best game ever, 10 ups. Ui 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 ui, không được, không được. Rồi xong rồi đó. Chết tao. 8, 86. Trời, thế là tao phải nhai, nhai muối. Tao xác định luôn. Chạy đi đâu. 96. Vậy 96. Rồi, xác định. Cái cuối cùng là ghét đi vậy. Ghét đi không rồi. Muối rồi đó. Phước. I don't give a fuck. I don't fuck with you. Fuck. I don't fuck with you. Hello, xin chào đến với video chuyện game ngày sub cũng là kinh nghiệm sinh nhật mình. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng chưa tới 5 ngày sub nhưng mà sắp tới. Sắp tới có lẽ cũng gần coi như ngay sinh nhật luôn. Thế nên mình đi ngày mình sẽ chơi ba trò chơi kiểu đấu nhau cái kiểu. Thằng nào thua nó sẽ phải ăn một bún muối. Những trò chơi khác sẽ là ăn một bún khác. Có thể trộn lẫn với nhau. Ok. Đi này giờ. Ok. Rồi làm chơi pinball xong thứ luôn. Fuck this shit. Rồi đến tập bò. Fuck this shit boy. Quá thằng Dung cái bàn phím. Fuck. Vô vô. Thằng nào mà 5 điểm khiến fuck. Chết chắc mày. Fuck. Không biết cái điều à. Điểm rồi ha. Ok. Ơi điểm đầu tiên. Fuck. Chết chắc rồi. No. Ui. Nè. Trời. 9 điểm rồi. Mày. Ô, thiên nữ hay lại, bay cà lên, 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 trời ơi, kẹt. À. em mơ, mày tao vùng, mày sao. Ui, 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 ui. Cái gì vậy kẹt. Thiệt, thiệt. Ui, em mơ, bóp không được. Mày chết. Mày bóp không được. Ui, ui, chết luôn. Chết chung đi quý bằng ơi. Bằng hả một. Mày sao bùm, mày sao bùm, mày sao bùm mất mày. Ok, cơ bản là mình đã nắm. What am I doing? Best friend ever. Phật 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 phật. Ui bóp không được. Bị chúa. À! Bố! Phật các bạn mình không biết cái độ nghiêm trọng của cái nước mắm này. Mình tưởng là nó bắn ngâm ngư nó chứ không, nó không có bằng cái này. Mình lỡ nhiều quá. Tôi khi nay chờ nó uống xong mình cũng thử nhấp một miếng. Thấy nó thởm kìa. Và chúng ta lại quay đến lại đến trò thứ ba. Ok rồi, đây chỉ là trò cuối cùng. Mình vừa suy nghĩ ra là người cuối cùng mà thắng nhiều hơn là thua nhiều hơn á sẽ ăn cả ba món nãy giờ cộng lại. Và Vũ đã thua hai lần. Xác định Man và hai người sẽ bắn bóng lại tao dưới nha. Thời tuổi thơ đó. Ok. Trò tuổi thơ tôi đó. Sai vậy sao bao nhiêu. Không sai vậy. Đừng, đừng trúng. Trời. Ghê vậy Vũ. Rồi tầm tầm rồi. Căng vậy. Tầm rồi. Phước. Ngay cái bụng. Ngay chìm. Ngay chìm luôn. Chắc, chắc ngay. Bụng. I don't fuck with you. Căn bản người ta phát nữa mà mình chết. Nhưng mà có gì cũng ra lực là ai thắng mấy lần. Ba lần đi, tại trò này gì mà mặt trời ơi. Xíu.
tôi gắn chữ biết, chữ biết. Cho nào cho này chứ. Trời. What? What?